Chương 191, 7 năm, khoản nợ này cũng nên trả rồi. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Trần Uyên, trong ấn tượng của cô, Lâm Nghị Liêm luôn là một trưởng bối tốt bụng và dịu dàng, coi cô như con gái ruột của mình. Nếu ông ta không phải là một người hiền lành tử tế, làm sao ông ta có thể dạy dỗ con cháu tử tế và lễ phép như Lâm Thanh? Quá khứ tan thành mây khói, bố cho rằng con sẽ tin lời một chiều của bố sao? Lui lại nghìn bước, cho dù chú Lâm thực sự là một người tàn nhẫn, vậy còn Lâm Thanh, anh ấy đã làm gì sai? Tại sao bộ lại hại anh ấy thân bại danh liệt, trở thành trò cười của những nhân vật nổi tiếng, cấu kết với mẹ kế? Bố có biết mình đã hủy hoại cuộc đời anh ấy không? Bồ Trần xua tay, nhẹ phun ra một câu, cậu ta là con cháu nhà họ Lâm, đây là nguồn gốc tội lỗi. Tốt rồi, đừng nhắc đến chuyện quá khứ, không phải con muốn làm tổng giám đốc sao? Ngày mai bố sẽ đến công ty tổ chức đại hội cổ đông để bàn bạc với mọi người một chút, con về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt, nghị định bổ nhiệm sẽ sớm được gửi xuống. Trần Uyên kinh ngạc nhìn ông ta, bồ đồng ý, bố không sợ con bán cả Trần Thị để trả thù cho nhà họ Lâm sao? Bố Trần cười nhẹ và nói khẽ, làm đi, bây giờ con và anh trai của con đều đã trưởng thành rồi, con không cần sự che chở của bố mẹ nữa, bố cũng không cần phải lớn mạnh để bảo vệ con mình nữa. Nếu con cảm thấy làm Trần thì suy sụp để lấy lại công đạo cho nhà họ Lâm, vậy con cứ làm điều đó. Một biệt thự riêng ở ngoại ô, trong phòng khách sang trọng và tao nhã, một bóng người thon dài đang dựa vào khung cửa sổ sát mặt đất phía trước, người đàn ông đang cầm trên tay một ly rượu đá, chậm rãi nếm thử. Phía sau anh ta là một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày tây. Cậu chủ, cậu trở về sao không nói cho tôi biết, tôi có thể phái người tới thu xếp sinh hoạt hàng ngày cho cậu. Lâm Thanh nhìn xuống chất lỏng màu đỏ rực lửa trong cốc, khế hỏi, mấy năm nay tôi vẫn để cho ông theo dõi hành động của Trần Thị, kết quả như thế nào? Người đàn ông trung niên gật đầu nói, Trần Thiên Khải đã lớn tuổi, không còn can đảm quả quyết như MAI năm trước nên mấy năm gần đây Trần Thị không có thành tích nổi bật, bảo thủ kiểu kinh doanh cũ, cộng thêm con trai cả không có làm việc đàng hoàng, hàng ngày chủ ăn chơi đàng đúng. Tất cả những gì tôi biết là hiện tại Trần Thị đang gặp khó khăn, không có người đủ tiêu chuẩn để thừa kế, toàn bộ tầng lớp thượng lưu đều hoảng sợ. Nói đến đây, ông ta ngập ngừng và bổ sung thêm, lúc này con gái Trần Uyên đã từ chức ở Lục Thị. Theo tôi biết được, cô ấy đã quay lại tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bây giờ người mà Trần Thiên Khải duy nhất chỉ có thể dựa vào người con gái này. Thật sao? Lâm Thanh nhướng mày cười, đã 7 năm, khoản nợ này cũng nên trả rồi. Ừ, đã đến lúc phải trả lại rồi. Cậu chủ đừng lo lắng, cái lưới lớn mà cậu để cho tôi dựng đã có hình thức ban đầu, đang chờ đòn chí mạng cuối cùng của ngài. Tôi cam đoan rằng trong vòng một tháng Trần Thị sẽ tuyên bố phá sản. Lâm Thanh lắc lắc chiếc cốc trong tay, cười lạnh nói, từng người một đi. Trước tiên hãy bắt đầu với con trai cả đi. Tôi muốn Trần Thiên Khải tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu quý của mình vào tù. Được rồi, tôi biết phải làm như thế nào, tôi sẽ thu xếp, 3 ngày nữa sẽ hồi âm cho cậu. Đi đi, chỗ ở của Bạch Trác, trong phòng ngủ, Dương Nhã để nửa người trên trần trụi nằm trên giường, lạnh lùng nhìn Bạch Trác dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn bụng mình, không phải tôi luôn uống thuốc tránh thai sao, tại sao lại xảy ra chuyện này? Bạch Trác nhướng mày cười, vô liêm sỉ nói, có lẽ giống loài của anh còn mạnh mẽ hơn, cho nên những loại thuốc đó cũng không giết được chúng. Dương Nhã quay mặt đi, che giấu hận ý trong mắt, nghiền răng nghiến lợi hỏi, tình hình thế nào, tôi thật sự mang thai sao? Ừm, đó thực sự là quả trứng đã thụ tinh thành công, hiện tại anh cảm thấy rất mãn nguyện vì giờ anh đã làm cho bụng của người phụ nữ Lục gia bách to lên, hôm nào anh sẽ hỏi anh ta một chút về cảm giác khi trở thành một kẻ đổ vỏ. Bạch Trác, Dương Nhã hung hăng nhìn vào anh ta, tức giận nói, anh muốn chết cũng đừng kéo tôi xuống nước, hiện tại đã tồn tại loại nghiệt chủng này, anh nói nên làm thế nào? Bạch Trác thu lại ánh mắt, đưa hai tay chống lên trái phải đỉnh đầu của cô ta, ôm cô ta vào lòng, giống như cười mà không phải cười, nói, nếu chúng ta để cho Lục Gia Bách phải chịu cảnh cay đắng này, nếu là con trai thì sau này có thể sẽ được thừa kế nhà họ Lục, em còn có thể được lợi hơn cả đứa con hoàng Lục Minh kia, đây mới chính là ruột thịt máu mủ của em. Dứt lời, anh ta thả lỏng một tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô ta, nói, Lục Gia Bách không yêu em, nếu để cho anh ta biết em trộm con của Dương Tâm để mạo danh thế thân, em sẽ bị tống vào tù, tốt hơn hết chúng ta nên chung tay đánh chiếm toàn bộ Lục Thị và chiếm đoạt tài sản của cải của nhà họ Lục thành của mình.
đồng tử của Dương Nhã đột nhiên co rút lại, giống như đã đoán ra được điều gì đó. Cô ta trợn to hai mắt nhìn anh ta, nghiền răng nghiện lợi nói, anh đã sớm tính toán để tôi mang thai, sau đó sẽ gả vào nhà họ Lục. Bạch Trác cười cười, phương pháp này trăm lợi không có hại đối với em có thể tìm anh, suy nghĩ chứng minh anh và em sẽ cùng một thuyền, cho nên em đừng lộ ra vẻ muốn ăn thịt người, rất là dối trá. Dương Nhã, đứa nhỏ này có thể than sưởi ấm trong ngày tuyết cho em, có thể để em ngồi vững chắc vào vị trí của bà Lục. Dương Nhã nghiến răng nghiền lợi hung hăng nhìn anh ta, con cáo già này sớm đã tính toán rồi. Cô ta như một tên hề nhảy dầm, hăm hở lọt vào bẫy của anh ta, thật đáng chết. Bây giờ chúng ta đã đạt được thỏa thuận, hãy nghĩ cách xem làm sao cho Lục Gia Bách ngủ với tôi, hợp tình hợp lý để cho nghiệt chủng trong bụng trở thành mầm mống của nhà họ Lục, điều này rất dễ dàng. Bạch Trác đứng lên, trịch thượng nhìn cô ga, nhướng mày nói, hai ngày nữa không phải là lễ thành niên của Lục Thanh Thanh, con gái thứ ba của nhà họ Lục sao? Ngư Long hỗn loạn, anh phụ trách hạ gục Lục Gia Bách để anh ta ở trên người em, đến lúc đó tất cả mọi người ở buổi tiệc sẽ làm chứng, nhà họ Dương có thể trực tiếp ép Lục Gia Bách cưới em. Cha, tốt hơn hết anh nên đảm bảo rằng kế hoạch đó không có sơ hở nào, nếu không, cả hai chúng ta sẽ không có được quả ngọt để ăn. Bạch Trác vươn tay vỗ mặt của cô ta, cười nói, nuôi hạt giống của anh cho tốt, anh sẽ giúp nó trở thành người thừa kế mới của nhà họ Lục, biệt thự nhà họ Lục. Ngay khi Dương Tâm vừa bước vào phòng khách, Lục Thanh Thanh đã thắng đi tới, chị dâu, chị đến rồi, chị dâu. Dương Tâm cau mày, khẽ nói, cô bà vẫn nên gọi tôi là Dương Tâm, tôi và anh họ cô chưa ký đơn kết hôn, một khi loại xưng hô này bị phát tán ra ngoài, sẽ gây ra phiền phức không đáng có, chỉ là chị lo lắng nhiều. Lục Thanh Thanh cong môi cười, được rồi, trước tiên em sẽ gọi chị là chị Tâm, chờ anh họ em rước chị về nhà em sẽ đổi lại. Dương Tâm không muốn cùng cô ta tranh cãi nhiều, trực tiếp hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì? Lục Thanh Thanh nắm tay cô và kéo cô lên đầu cầu thang, đi dạo một vòng, em sẽ cho chị xem một thứ. Hai người vừa mới bước lên bậc thang thì đụng phải Dương Nhã đang cúi đầu xuống lầu. Dương Tâm, tại sao mỗi ngày cô đều chạy tới nhà họ Lục vậy? Không đợi Dương Tâm nói chuyện, Lục Thanh Thanh ở bên có chút không vừa lòng nói, là tôi mời chị Tâm qua đây, chị dâu có ý kiến gì không? Dương Nhã hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lục Thanh Thanh, Thanh Thanh, tại sao em lại đi chung với cô ta? Chương 192, ngã cầu thang, đi chung, lời này khiến Lục Thanh Thanh rất khó chịu, chị ấy là chị dâu tương lai của tôi, tại sao tôi không thể đi chung với chị ấy? Hay là cô đang dò xét mắt nhìn của ông nội và anh họ của tôi? Dương Nhã, tôi không quan tâm ô có thù oán gì với chị Tâm, bây giờ chị ấy là khách của tôi, không cho phép chị thiếu tôn trọng với chị ấy. Thân thể Dương Nhã hơi run lên, mấy ngày nay cô ta đang bận giải quyết mối quan hệ với Bạch Trác, cô ta phải chăm sóc đứa con hoang Lục Minh, cô ta đã trở nên xa lánh với Lục Thanh Thanh, không nghĩ tới chỉ trong vài ngày tiện nhân Dương Tâm lại lợi dụng chỉ, để khống chế tâm tư của cô công chúa bướng bỉnh này. Trong nhà họ Lục, Lục Thanh Thanh là một khẩu súng tốt trong tay, làm sao có thể nhìn cô ta và Dương Tâm thân thiết như vậy, không được, cô ta phải nghĩ cách phá hủy mối quan hệ giữa họ. Để Lục Thanh Thanh thay đổi mà không đứng về phía Dương Tâm nữa. Thanh Thanh, chị không có ý đó, vừa rồi thực sự là do chị nói sai, chị xin lỗi Dương Tâm, được chưa? Đúng rồi, hai người đi đâu vậy? Lục Thanh Thanh cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Dương Tâm, không dám lãng phí thời gian với Dương Nhã. Cô ta nói, tôi có một số vấn đề về thiết kế muốn hỏi chị Tâm, chị cũng đang bận, chúng ta lên lầu trước đi. Nói xong, cô ta kéo Dương Tâm lên và chạy lên cầu thang. Khi hai người đi ngang qua Dương Nhã, Dương Tâm duỗi chân ra không để lại dấu vết, ý đồ muốn để cho Dương Nhã ngã, không tin không ngã chết cô ta, ngay cả khi cô ta không chết, cũng sẽ bị tàn phế, lùi lại nghìn bước, cho dù không bị tàn phế cũng sẽ làm cô ta xấu hổ. Hà một tiếng hét vang lên trên cầu thang xoắn ốc, thu hút một số người hầu nữ quay lại và nhìn, Dương Nhã quay nửa vòng tròn trên bậc thang, cúi đầu và cắm thẳng xuống, nếu lần này lăn xuống một đường, đầu cô ta phải bị đập nát. Dương Tâm mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia châm biếm, đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của cô ta đang giãy giụa trên không trung, kéo cô ta lại, em gái ngoan, cẩn thận một chút, cầu thang này bị ngã, rất có thể bị lật xe, lần sau chị không hảo tâm kéo em lại đâu. Dương Nhã kinh hãi nằm liệt trên mặt đất, cả người run lên, hiển nhiên là không tránh ngây người. Dương Tâm không khỏi chế nhạo,
sau đó xoay người bước lên bậc thang cuối cùng. Lục Thanh Thanh liếc nhìn Dương Tâm trên bậc thang với ánh mắt phức tạp, nói với người giúp việc bên dưới, đưa cô Dương Nhã trở về phòng, cô ấy đã rất sợ. Nói xong, cô ta quay người đuổi theo Dương Tâm. Dương Nhã nhìn bóng lưng hai người rời đi, lòng bàn tay buông lỏng bên cạnh người cô ta chậm rãi nắm thành đấm. Dương Tâm, Dương Tâm, cô sẽ chết không yên. Sau khi Lục Thanh Thanh đuổi kịp Dương Tâm, cô ta định nói cái gì, nhưng Dương Tâm lại hỏi trước, vừa rồi cô nhìn thấy cái gì? Lục Thanh Thanh mím môi và im lặng một lúc rồi mới nghiền răng nghiền lợi nói, ăn trộm không thành còn mắc thêm nắm gạo, em biết rõ chị sẽ không chủ động trêu chọc cô ta, cũng chính là cô ta trêu chị, bị chị phản lại. Dương Tâm cười nhướng mày, tôi còn chưa ngốc, tôi đã cứu rồi. Lục Thanh Thanh nhìn cô có chút nghi ngờ, cau mày hỏi, chị không tức giận sao? Nếu không nhanh chân đá vào lưng cô ta, chính mình sẽ là người ngã xuống, cô ta sẽ không tốt mà cứu chị như vậy đâu. Dương Tâm vươn tay bóp lấy khuôn mặt của cô ta, cười nói, cô, có đôi khi chính là ưa thích bị coi thường, cô chỉ cần nhìn bọn họ dịu dàng cười, tức giận, phẫn nộ, đánh chửi, mắng mỏ, cấu xé, điều đó sẽ chỉ tỏ ra rằng tác phong của cô rất nông nổi, cô càng tức giận thì đối phương càng đắc ý. Lục Thanh Thanh đưa tay vỗ nhẹ hai bàn tay cô, nhếch miệng nói, không ai dám véo mặt em, chị nhất định là người đầu tiên, nhưng em thích kết bạn với chị, bởi vì em có thể học hỏi được rất nhiều điều từ GHI trong khi nói chuyện. Cả hai đã đi tới phòng thay đồ, Dương Tâm nhìn lướt qua đồ đạc bên trong, có lẽ cũng hiểu được mục đích của cô gái đã mời cô tới, bộ đồ dạ hội kia được may quá vội vàng. Lục Thanh Thanh trợn tròn mắt, chị thật là thông minh, chẳng trách có thể mê hoặc loại đàn ông có đôi mắt cao hơn đầu của anh họ em. Nghe anh hai nói, anh cả của em cũng có ấn tượng tốt với chị. Dương Tâm, chị thực sự là yêu tĩnh. Dương Tâm không nhịn được cười, đi tới trong phòng thay quần áo, thoáng nhìn thấy bộ váy dạ hội xa hoa sang trọng lại thời thượng đơn giản trước cửa sổ. Mặc dù là do chính cô thiết kế nhưng thành phẩm được trưng bày trước mặt khiến cô có chút ngạc nhiên. Thật đẹp. Lục Thanh Thanh nhìn trời không nói nên lời, chị thật là khoe khoang. Em xem như đã hiểu được, người phụ nữ này rất tự ái. Dương Tâm chống cằm chỉ vào chiếc váy trên mắt áo, cười nói, mặc thử đi, để tôi xem có thiếu sót gì không. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, chị không cần phải thay đổi nó sao. Hai ngày nữa sẽ là lễ thành niên em, chị đừng lo lắng mò mẫm gì. Dương Tâm liếc cô ta một cái, đi tới cũng không thúc giục cô ta. Sau khi xoay quanh chiếc móc quần áo khổng lồ vài vòng, sau khi nhìn kỹ nó một lúc, cô cong môi nói, không hổ danh đội may hàng đầu của nhà họ Lục, chế tạo gấp gáp, không có lỗi nào, nó rất hoàn hảo khôi phục giống như bản thảo của tôi. Nếu cô không phải là em họ của Trần Tuấn, chiếc váy này không thể rơi vào tay cô. Đúng, đúng, em phải cảm ơn anh họ của em phải cảm ơn sư phụ Huyền Sương, nếu không có chị, làm sao em có thể vinh dự đạt được một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Nếu thật sự cảm ơn tôi, cô có thể gửi cho tôi 30.000 tỷ. Coi như là phí thiết kế, người phụ nữ đáng chết này. Sáng hôm sau, Lục Gia Bách và Dương Tâm đến một nhà máy dược phẩm dưới quyền của Lục Thị để cho cô biết về việc nghiên cứu và phát triển thuốc chống ung thư. Phòng tiếp tân, người phụ trách nhà máy dược phẩm khiêm tốn hỏi Dương Tâm nhiều câu chuyên môn, Dương Tâm đều trả lời người đó từng câu một. Tôi đã hiểu sơ bộ về sự tiến bộ của loại thuốc của anh, quả thật nó đang bị mắc kẹt. Không sao cả, sau này giao cho tôi. Tôi sẽ đưa loại thuốc này ra thị trường trong thời gian sớm nhất. Người phụ trách vội vàng đứng dậy cúi đầu chào cô, cười nói, đi theo bác sĩ nổi tiếng người vô danh nhất định sẽ thu được kết quả gấp đôi với sở trường. Sau đó chúng ta rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Nói hay lắm, Sydney, Úc, trên một đường lớn yên tĩnh ở ngoại ô, một người đàn ông trẻ mặc vest và đi giày tây đang cầm một tờ danh thiếp hỏi đường. Xin chào, xin hỏi đây là chỗ nào? Số 315, đường Giang Âm. Nếu anh đi dọc theo con đường này, sẽ có một khu biệt thự ở cuối đường, số 315 thuộc khu C, mỗi biệt thự đều có tên cửa hiệu, anh vừa nhìn là có thể biết. Triệu An mỉm cười và gật đầu, sau khi cảm ơn người đó, anh ta mang theo hành lý và đi về phía cuối đường. Trên giữa con đường, một chiếc ô tô màu đỏ đang lao tới về hướng này, Lê Vấn Trinh vừa xoay tay lái vừa quan sát tình hình giao thông phía trước, ở một khoảng cách xa. Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người trước mặt rất quen thuộc, sau khi nhìn rõ, sắc mặt cô đột nhiên tái nhỏ ớt, Triệu An, làm thế nào mà người đàn ông này có thể xuất hiện ở Úc, chẳng lẽ là tên Lục Gia Bách kia đã nói cho anh ta về thân phận của Tiểu Tân, chương 193,
Sự buông thả đêm đó, biết được tin tức này, Lê Vãn Trinh bất giác nắm chặt vô lăng trong tay. Không, không thể để Triệu An biết tới sự tồn tại của Tiểu Tân được. Đây là sự kiên trì và tôn nghiêm cuối cùng của cô. Lòng bàn tay cuộn lại, cô ta ấn cửa xe hai bên trái phải xuống, sau đó đạp ga, tăng tốc độ lên thật nhanh. 3 phút sau, chiếc xe đua màu đỏ đã đi vào trong một ngôi biệt thự độc lập. Chị Vãn, chị về rồi hả? Người giúp việc nữ đi lên phía trước, đón lấy chiếc vali trong tay cô ta. Lê Vãn Trinh nhìn xung quanh, đè thấp giọng hỏi giúp việc. Eo, lúc ở thủ đô tôi có liên lạc với một vị chuyên gia về bệnh máu trắng, phải đem Tiểu Tân qua đó ngay. Nếu như trong thời gian này có người nào tìm tôi thì cứ bảo là chúng tôi đi du lịch rồi, hiểu chưa? Người giúp việc tên Ellie hơi ngắn ra rồi vội gật đầu. Chị vừa mới về, không bị say múi giờ ư, hay là nghỉ ngơi một tối trước đã, sáng mai rồi hẳn đi. Lê Vãn Trinh xua tay, vừa đi vào trong phòng khách, vừa nói, không cần, vị chuyên gia đó bận lắm, tôi bắt buộc phải đưa Tiểu Tân tới trước mặt người đó trước thời gian đã hẹn. Thôi đành vậy, tôi đi lên lầu chuẩn bị vali cho cậu chủ nhỏ, cũng không cần. Lê Vãn Trinh ngăn chị ta lại, tôi có bạn ở thủ đô, cô ấy sẽ chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho chúng tôi, chị đi gói thuốc của Tiểu Tân lại là được. À mà Tiểu Tân đâu, bây giờ nó đang ở đâu thế? Eo giơ tay chỉ ra ngoài vườn hoa, đang vẽ tranh trong vườn hoa. Được, tôi đi tìm nó, cô mau đi lấy hết thuốc của nó ra đi. Vâng, Lê Vấn Trinh đi men theo con đường tới vườn hoa trong biệt thự. Từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi trước giá đỡ tranh, dường như đang vẽ gì đó. Lê Vãn Trinh hít sâu mấy hơi, sau khi đè nén được sự bất an trong nội tâm thì mới đi tới đó, cười nói, Tiểu Tân, lâu rồi không gặp, nhớ gì chưa thế? Bóng người thiếu niên đờ lại, bất giác nắm lấy miếng vải lau bên cạnh, xóa đi hình vẽ trên tranh. Tuy động tác rất nhanh, nhưng Lê Vãn Trinh cũng đã nhìn thấy, hình như cậu bé đang vẽ mấy người, có nam có nữ, có cả một đứa bé. Tiểu Tân, cậu bé đột ngột quay đầu, đó là một khuôn mặt thế nào nhỉ? Tuấn tú, đẹp trai, rực rỡ, nhưng lại trắng bọt đi vì bệnh, khiến người ta đau lòng. Sao Di nhỏ về rồi hả? Sao không gọi điện trước cho cháu, để cháu đi sân bay đón dì? Câu dì nhỏ khiến tim Lê Vãn Trinh đau nhói, cô ngắn đầu lên, đè nén sự cay xót của đôi mắt, cười nói, Di rời khỏi Hải Thành là đi tới thủ đô ngay, đã tận mắt nhìn thấy bác sĩ Triệu An, vì chưa rõ thời gian về nên không nói trước với cháu. Nói xong, cô đi tới trước mặt cậu, ôm lấy cậu, bổ sung thêm, bác sĩ Triệu An đã đồng ý chữa trị cho cháu rồi, ông ấy là chuyên gia về mặt này, chắc chắn là cứu được cháu. Tiểu Tân hơi cong khóe môi tạo thành một nụ cười mờ nhạt, trong nụ cười có sự đau khổ, khiến người ta thấy đau nhói. Di nhỏ, Di là bác sĩ, chắc Di cũng biết chỉ có một cách để chữa bệnh máu trắng, đó chính là cây ghép tủy. Nếu như không có tủy thích hợp thì dù bác sĩ Triệu An có giỏi nữa thì cũng vô dụng thôi. Di đừng phí sức làm gì nữa. Lê Vãn Trinh giơ tay đập một cái vào gáy cậu bé, nói, không được tiêu cực như thế, bác sĩ Triệu An có thể kéo dài sự sống của cháu, có thể giúp dì tranh thủ thêm chút thời gian để tìm tủy phù hợp nhất cho cháu. Ánh mắt của cậu bé ảm đạm đi, nói khẽ, đến cả tủy của bố mẹ cháu còn không hợp, còn mong đợi ai được nữa. Dì nhỏ, dì đừng tự lừa mình lừa người nữa. Tiểu Tân, Lê Vãn Trinh nâng cao giọng lên, giọng nói có vẻ không vui. Tiểu Tân vội vàng ôm lấy cô, được được, sau này cháu không nói mấy câu đó nữa, dì đừng giận, chỉ là đi gặp bác sĩ Triệu An thôi mà, dì đi nghỉ chút đi, sáng mai chúng ta xuất phát đi ngay, bây giờ đi luôn. Lê Vãn Trinh kéo cậu bé ra khỏi vườn hoa, bác sĩ Triệu An có quan niệm rất khắt khe về thời gian, chúng ta không thể để ông ấy đợi lâu quá được. Lúc này, eo đi từ phía xa tới, cô chủ, tôi đã để thuốc của cậu chủ lên trên xe cho chị rồi, bây giờ chị đi luôn hả, hay là để tôi làm chút đồ ăn cho ấm bụng đã? Không cần đâu. Lê Vãn Trinh kéo cậu bé đi qua con đường nhỏ, tới sân trước rồi nhét cậu bé vào trong xe luôn. Eo, chúng tôi đi trước đây, có gì thì cứ làm theo tôi dạy nhé, hiểu chưa? Vâng, xe rời khỏi biệt thự, rẽ ở nơi không xa rồi đi vào trong một con đường râm mát, cách khá xa. Lê Vãn Trinh nhìn thấy trên vỉa hè có một bóng người cao ráo quen thuộc. Triệu An, xin lỗi, có những chuyện đấy chắc chắn phải thành bí mật, ví dụ như sự buông thả đêm đó, hoặc ví dụ như thân phận của Tiểu Tân. Cậu bé mở cửa sổ ra, khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu và Triệu An đang đứng trên vỉa hè không hẹn mà gặp, chạm vào nhau một cách chuẩn xác. Chỉ trong chốc lát đó, chiếc xe chạy nhanh như tên bắn,
hai người chỉ còn là một cái bóng trong mắt nhau, không, nói chính xác ra thì trong mắt Triệu Ân có lưu lại một hình bóng mơ hồ. Vi Tiểu Tân nhận ra đối phương là ai, bác sĩ thiên tài Triệu ANL, người đó tại sao lại xuất hiện ở đây thế, nói đúng ra thì tại sao lại là ở gần biệt thự nhà cậu. Tiểu Tân, bên ngoài gió lớn, đóng cửa lại đi, giọng nói của Lê Vãn Trinh vang lên từ ghế lái, khiến cậu bé bừng tỉnh lại. Di nhỏ, dì có quen với Triệu An sao? Tiếng phanh xe vang lên, hai người cùng nhìn về phía trước, Lê Vãn Trinh vội vàng điều chỉnh lại tốc độ, cười nói, xin lỗi, ban nãy đang suy nghĩ miên man, không làm cháu sợ chứ. Tiểu Tân hơi híp mắt lại, nói không, sau đó lại hỏi lại, dì có quen với Triệu An đúng không? Lê Vãn Trinh lái xe chậm lại, vừa quay vô lăng vừa cười, ừm, có quen, bọn dì đều sống ở Hải Thành, trưởng thành trong cùng một không gian, nhưng mà ít khi liên lạc. Tiểu Tân, sao đột nhiên lại hỏi vậy, cháu quen chú ấy hả? Không, cậu bé đóng cửa lại, ngữ điệu bình thản, trước khi cháu từng tra thông tin về Triệu An, có thấy bảo dì từng thích thầm chú ấy, cho nên mới hỏi. Ha, Lê Vãn Trinh cười khẽ, đã là chuyện từ hồi thiếu niên vô tri rồi, sao là tình yêu thực sự được, thế sao? Nhưng cháu cảm thấy chú ấy rất ưu tú, hai người rất xứng đôi, chỉ tiếc là chú ấy giờ đã có vợ chưa cưới. Dì nhỏ, dì thử buông tay đi, đừng làm khổ mình. Lê Vãn Trinh nắm lấy vô lăng, ngón tay tì hơi mạnh nên bắt đầu trắng bệch. Tiểu Tân trước giờ chưa từng rảnh hơi mà bàn chuyện người khác, bây giờ lại nhắc tới Triệu An là vì phát hiện ra gì đó sao? Triệu An tìm được nơi ở của Lê Vãn Trinh nhưng lại công cốc, nhưng anh biết được tin Tiểu Tân bị bệnh máu trắng từ lời của người giúp việc. Anh muốn hỏi hai người đã đi đâu nhưng cô giúp việc nhỏ từ chối tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ biết rằng hai người đã đi du lịch nước ngoài. Anh muốn đuổi theo hai người nhưng cô giúp việc lại không chịu tiết lộ tin tức, chỉ nói là đi du lịch nước ngoài. Sau hai ngày không có kết quả, anh không thể không quay trở lại Hải Thành tham gia lễ thành niên cùng với Lục Thanh Thanh. Chương 194, để Lục Gia Bách thử người phụ nữ mà tôi từng dùng. Hải Thành, lễ thành niên của Lục Thanh Thanh không tổ chức ở dinh thự nhà họ Lục mà ở khách sạn Thế Kỷ. Sau khi xảy ra chuyện Lục Minh trở nên ngốc nghếch, nhà họ Lục chìm trong bi thương, cũng thực sự không phù hợp tổ chức dạ hội kiểu lớn ở nhà. Lục Thanh Thanh là đích nữ của nhà họ Lục, là dòng dõi danh giá, thân phận cao quý. Đối với cô ta mà nói, lễ thành niên có thể gọi là buổi lễ chỉ quan trọng sau lễ cưới. Nhà họ Lục đã bao cả khách sạn Thế Kỷ, buổi lễ rất lớn. Khách sạn tổng cộng 20 tầng, tầng nào cũng đầy ắp nam nữ ăn mặc sang trọng. Các nhân vật lớn của hai phái chính trị thương nhân trong nước hầu hết đã có mặt đầy đủ, khiến gia tộc trăm năm này càng thêm mát mặt. Hội trường chính nằm ở tầng 18, bên trong là người đông như nêm, ánh sáng giao hòa, tiếng cụng ly không ngừng. Trong góc, Dương Tâm đang ngồi uống rượu với Trần Uyên, uống ít thôi, ở đây đông người, nếu mà say mà làm loạn thì ngày mai mệt lắm đấy. Trần Uyên cười, nhìn chân ly, nói, chưa tới trăm ly mà đòi làm tao say á, đúng là buồn cười. Tâm, khó khăn lắm mới được thả lỏng một chút, mày đừng có nghiêm túc quá thế. Nói xong, cô lại rót đầy ly rượu rồi đặt vào tay Dương Tâm. Nào, uống với tao mau. Dương Tâm thở dài, đón lấy rượu, sau khi nhấp môi thì mới bắt lực, nói, đợi bao giờ kết thúc tiết thì tao uống với mày, bây giờ nhớ mày say thật thì tao sợ mày phá hỏng buổi lễ của Lục Thanh Thanh mắt. Trần Uyên trợn mắt, xua tay nói, thôi được rồi, mày đi làm việc đi, cốt cán thì phải đi xã giao, tao ở đây đòi mày uống cùng đúng là thịt gà bằng dao mổ trâu. Dương Tâm ngườm cô một cái, đang chuẩn bị mở miệng thì nhìn thấy Dương Tùy Tâm mặc váy công chúa đi tới, cô hơi ngắn ra, con bé này không mặc bộ lễ phục ở nhà, trong bộ váy quen lắm, chẳng lẽ là. Trần Uyên rõ ràng cũng nhìn ra sự bất thường, bèn hỏi trước, ấy, trong bộ lễ phục này quen lắm lắm nhá, trộm đâu ra thế? Cô bé bất lực nhìn lên trời, thế nào gọi là trộm ở đâu ra, đây là bộ mà Tâm Tâm thiết kế cho cô nhỏ của cháu mà, bà Lục cũng đặt may cho cháu một bộ size nhỏ, sao nào, có đẹp không? Dương Tâm hiểu ra, thảo nào cô lại thấy quen mắt thế, thì ra là bộ size nhỏ của Lục Thanh Thanh, ban nãy con nói đây là bà Lục đặt cho con á, vâng, cô bé ngắn đầu, khuôn mặt đáng yêu, chính là bà Lục đặt may cho con đó, bà ấy còn bảo con nhảy một bài trong buổi tiệc. Một bài hát thể hiện sự thanh thuần cao quý, tao nhã đó, coi như là quà sinh nhật cho cô nhỏ, ý này hay đó. Trần Uyên ở bên cạnh vỗ tay, con gái nhỏ nhà họ Lục tặng bài múa cho con gái lớn nhà họ Lục, hai người cùng mặc một bộ váy,
nhà họ Lục muốn nói cho tất cả mọi người rằng địa vị của Lục Thanh Thanh là đích nữ, thân phận cao quý, thế sao? Dương Tâm cười mỉa, bà ta đang sốt ruột muốn nói cho mọi người biết rằng Dương Tâm đã sinh cho Lục Gia Tân một đôi trai gái, nâng cao địa vị của Tùy Tâm lên, chấp nhận thân phận của Tùy Tâm, để cảnh cáo Lục Gia Bách, cảnh cáo anh ta đừng dẫm đạp lên giới hạn để động chạm vào người phụ nữ của em ruột mình, để cháu gái biến thành con gái, sẽ khiến mọi người chê cười và mắng mỏ. Trần Uyên lại nghĩ, cũng hiểu hết được suy nghĩ của Lục phu nhân, Tùy Tâm, cháu đi tới phòng trang điểm tìm cô nhỏ cháu đi, dì với mẹ cháu uống chút đã. Cô bé làm động tác ok rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng. Trần Uyên ngồi cạnh Dương Tâm, giơ tay chọc cánh tay cô, trêu chọc, ê nè, nói rõ ra xem nào, có phải mày với Lục Gia Bách đã tính xong xuôi hết, quyết định không màng đạo đức mà thành đôi không? Dương Tâm nhét ly rượu vào tay cô, tiện thể nhét một miếng bánh để chặn miệng cô lại, mày ăn uống của mày đi, nói vớ vẩn gì. Tầng 15, trong phòng nghỉ, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai gõ cửa một căn phòng trong góc, một lúc sau, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bảo anh ta đi vào. Trong phòng, Dương Nhã lặng lẽ đóng cửa lại, quay người hỏi, đi vào đây không bị ai đi theo chứ, ở đây tai mắt khắp nơi, không cẩn thận là lộ ra dấu vết ngay. Bạch Trác rất tự nhiên mà kéo vai cô ta, ôm cô ta vào lòng, tay còn lại thì đặt trên chiếc eo bằng phẳng của cô ta, nhướng mày hỏi, hai hôm nay thế nào, con trai anh vẫn ổn chứ? Dương Nhã đẩy anh ta ra với ánh mắt chán ghét, nghiền răng nghiền lợi nói, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh đó, anh đàng hoàng chút được không? Được được được, Bạch Trác kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa, cười nói, yên tâm đi, anh muốn đi một nơi nào đó, nhất định phải thật kín kẽ, em chỉ cần yên tâm mà đi tham gia tiệc tùng thôi. Chuyện sau đó cứ sắp xếp để anh giải quyết, đợi anh đánh bại được Lục Gia Bách thì sẽ thông báo cho em đầu tiên. Nói xong, anh ta nở một nụ cười dữ dằn mà biến thái, để tên Lục Gia Bách đó thử người đàn bà mà anh từng dùng rồi. Cái sừng này đúng là danh xứng với thực. Dương Nhã cảm thấy hơi tủi nhục, bây giờ cô ta cảm thấy bản thân mình thực sự rất hèn mọn nhục nhã, người cô ta bẩn thỉu tới nỗi không thể rửa sạch. Được, tốt nhất là anh đừng làm sai gì, nếu không đừng nói là con trai anh. Tới cả anh cũng phải chết ở Hải Thành. Ha ha, Bạch Trác cười sang sảng, nhắc nhở, đây là con trai của Lục Gia Bách, ngoan, nhớ cho kỹ nhé, sau này đừng nói nhầm. Dương Tâm uống vài chén với Trần Uyên xong, Dương tùy ý đi ra từ đám người. Chị Tâm, em có phát hiện mới? Dương Tâm nhướng mày, ngoắt tay với cậu bé, cười nói, qua đây nói nghe xem. Cậu bé run lên, cảm thấy da gà da vịt mọc hết cả lên. Cậu bé đi tới trước mặt Dương Tâm, đè thấp giọng mà nói vào tai cô mấy câu, Dương Tâm nghe xong thì nửa cười nửa không, ha, thú vị đó. Nói xong, cô giơ tay đập vai cậu bé, lại nói, hôm nay con chỉ có một nhiệm vụ này thôi, trông chừng anh ta, nhớ là phải trông cho tử tế, nếu làm mắc dấu thì lột da con ra đó. Sao, có phải cậu lại chơi dại rồi không, tự làm mình khổ? Lúc này, trong hội trường bỗng ồn ào, mọi người đều hướng về một phía. Người của hai nhà Lục và Trần tới rồi, đi thôi, chúng ta qua đó chúc mừng. Đúng đúng, nói không chừng làm cho nhà họ Lục thấy vui, sau này có khi còn được nhà họ Lục cân nhắc đó. Tôi thấy rõ là ông muốn làm con rể nhà người ta thì có, chỉ tiếc là vợ chồng họ Lục không để mắt tới ông đâu. Ha ha, Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Trần Uyên đứng cạnh mình, hỏi, có muốn qua đó cho vui không? Được thôi, Trần Uyên đứng lên, uống rượu mãi cũng chán, không vui chút nào. Đợi chút nữa về mày uống thêm với tao nhớ. Chương 195, không hôn đủ. Cửa vào hội trường, ông Trần được Trần Tuấn đỡ, đi ngay đầu tiên, vợ chồng Trần Quốc Đông, vợ chồng Trần Dự đi theo sau, Lục Gia Bách và Lục Gia Tân đi sau cùng. Trông ông khỏe hơn nhiều rồi, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Đúng đó, danh y vô danh đúng là thần thánh. Căn bệnh làm phiền ông bao nhiêu năm mà cũng có thể chữa khỏi dễ dàng, tính ra thì thật ra cũng là người một nhà. Cô cả Dương đã sinh một trai một gái cho cậu chủ thứ hai nhà họ Lục, được gả vào nhà họ Lục cũng như đinh đóng cột rồi. Chúc mừng ông có được đứa cháu dâu tốt như thế. Lục Gia Tân đi đằng sau nghe thấy những lời nịnh nọt, không nhịn được mà trợn mắt, thế nào gọi là như đinh đóng cột, anh ta đồng ý chưa, đồng ý chưa? Ông Trần giơ tay trái lên, ngắt lời những người đang nịnh hót, cảm ơn. Xin cảm ơn các vị đã quan tâm và chúc phúc cho tôi.
cũng cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian bận rộn để tham dự lễ thành niên của cháu gái tôi. Tôi thay mặt hai nhà Lục và Trần để tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt nhất tới các vị. Mọi người nói rất đúng, hôm nay không chỉ là lễ thành niên của cháu gái tôi, mà còn là tác thành một mối duyên tốt, song hỷ lâm môn. Vừa nói xong, hội trường xôn xao, ông muốn tuyên bố hôn sự của cậu hai và cô cả Dương sao? Không phải không phải, anh cả chưa vợ, sao đứa em lấy vợ được? Chắc chắn là ông muốn tuyên bố hôn sự của cậu lớn và cô hai Dương nhỉ? Hay là ông làm chủ đặt định mối hôn sự của hai chị em nhà họ Dương với hai anh em nhà họ Lục luôn, để tam hỷ lâm môn, cũng có thể coi là một giai thoại đó. Hai cô con gái nhà họ Dương đều đã sinh con trai cho nhà họ Lục, đáng lý ra phải thế. Mọi người bắt đầu hùa theo, Trần Tuần cười rất khẽ, không phải Lục Gia Bách, cũng không phải Lục Gia Tân, mà là anh ta và Dương Tâm. Xem ra ông ấy đã quyết tâm để cho anh ta lấy Dương Tâm rồi, còn quyết định tuyên bố ngay trước mặt mọi người ở giới thượng lưu thế này. Lục Gia Bách cúi đầu, tay ở bên hông nắm chặt lại, thả ra rồi lại nắm lại, nắm rồi lại thả ra, cứ thế lặp đi lặp lại, dường như đang bộc lộ sự bất an của anh. Tuy rằng anh từng cảnh cáo người phụ nữ đó là không được đồng ý cuộc hôn nhân với Trần Tuần, nhưng người phụ nữ đó rất lợi hại, sao có thể bị anh ta dắt mũi đi. Nếu như hôm nay cô ta đồng ý lời cầu hôn của Trần Tuấn trước mặt mọi người, hậu quả không tưởng tượng nổi. Vì thế, anh không thể để chuyện này xảy ra được. Cảm xúc của Dương Tâm cũng đang dậy sóng. Cô đang nghĩ có nên rời khỏi đây không, tránh khỏi hành động táo bạo của ông Trần. Một khi Trần Tuấn cầu hôn cô trước mặt mọi người, cô nên đồng ý hay từ chối. Người và trời giao chiến, cách giải quyết duy nhất là rời khỏi đây trước khi mọi chuyện xảy ra. Đang lúc mọi người đang suy nghĩ, trên sân khấu đột nhiên vang lên giọng của MC, các vị, giờ lành đã tới, mời mọi người quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiệc của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi, nhân vật chính của hôm nay cũng đợi hơi sốt ruột rồi, có phải chúng ta nên dùng tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để mời nhân vật chính không nhỉ? Bỗng chốc, tiếng phụ họa không ngừng, người hai nhà Trần Lục đều nhìn lên bục, MC nói xong, tiếng nhạc dịu dàng vang lên, ánh đèn nhấp nháy như trong giấc mộng, chỗ cửa vào. Lục Thanh Thanh mặc một bộ lễ phục vừa cao quý, vừa tao nhã thời thượng bước vào, cô ta vừa xuất hiện, tiếng ca ngợi nịnh hót đã vang lên không dứt, tác phẩm tuyệt mỹ như thế, dù là ai mặc lên cũng có thể khiến mọi người chấn động, trở thành tiêu điểm của mọi người, một bức tranh thiết kế dường như không thể làm được một cách hoàn hảo, bây giờ thành phẩm hiện ra trước mắt, không ngờ lại thế này, hai chữ thôi, hoàn hảo, không hổ là bàn tay của danh sư Huyền Sương. So với 3 năm trước thì bộ lễ phục này đúng là xuất sắc, khiến chúng ta nhận ra rằng thể kết hợp của lễ phục truyền thống và hiện đại có thể đẹp tới thế. Đây nào chỉ là lễ thành niên mà là lễ khoe váy thì đúng hơn, để chúng ta có thể nhìn thấy viên ngọc của giới lễ phục. Huyền Sương là nhà thiết kế đứng đầu thế giới, đúng là danh xứng với thực. Dương Tâm đứng ở góc tối, cố ý ẩn nấp bản thân, nghe thấy lời ca tụng không ngớt của mọi người, cô mỉm cười. Đây là sự vinh dự của Huyền Sương chứ không phải cô. Dương Tâm chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, trông nom hai đứa con, nuôi dạy chúng, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Lục Thanh Thanh, cô cảm thấy mình nên rời đi rồi, tiếng nhạc cụ ồn ào, danh và lợi, đều chỉ là một màn hoa khói, sự phồn hoa chốc lát, nghĩ tới đây, cô bất giác lùi ra đằng sau, nhưng chỉ mới lùi hai bước thì đằng sau đã đụng phải một bức tường thịt, hương thơm bạc hà mát mẻ ập tới, cô đã quen, cô còn chưa kịp làm gì thì eo cô đã bị ôm lấy. Giấy tiếp theo, cô bị người đàn ông phía sau kéo tới một góc, ánh đèn hội trường khá tốt, mọi người lại đang chú ý tới Lục Thanh Thanh, nhất thời không ai chú ý tới góc nhỏ vắng vẻ này, Lục Cấu, Dương Tâm mở to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuần tú trước mặt mình, tên đàn ông khốn kiếp này, sao cứ nói chuyện không hợp là lại hôn, không đúng, cô còn chưa nói gì đấy, Lục Cấu ép người phụ nữ trong lòng vào trong góc tường, hai cánh tay chống ở hai bên người cô, nhốt cô trong vòng tay mình, nụ hôn mạnh mẽ đột ngột, ập lấy cô với tư thế như của gió, hôn không đủ, dù là sức mạnh lớn thế nào, tư thế như thế nào cũng thấy không đủ, người phụ nữ này thật sự có thể khiến người ta mê muội, lại dường như là hoa mạn châu sa trong bóng đêm, thần bí và quyến rũ, cô là một yêu tinh, không, nói chính ra thì phải là hồ ly tinh, quyến rũ khiến anh ta điên đảo, dù là đứng nhìn cách hàng đống người anh ta vẫn điên dại. Gì mà gia đình giàu có nhất, gia sản lớn mạnh nhất, gì mà tu la mặt lạnh nắm giữ quyền sinh sát, trước mặt người phụ nữ này, anh không là gì cả, chỉ
chỉ là một người đàn ông bình thường phát điên vì yêu, anh chỉ biết rằng một mình cô đã nặng hơn cả thế giới này. Dương Tâm cảm thấy đầu óc mình ong ong, tư duy hỗn loạn, không theo kịp tiết tấu. Không phải, người đàn ông này phát điên mà không thèm để ý tới tình hình xung quanh sao? Có phải chó má tới mức đấy không? Giãy dụa sao? Phản kháng sao? Không, cô không thể mắc mặt thế được, cũng không muốn trở thành tiêu điểm. Qua mặt Lục Thanh Thanh, để mặc anh ta hôn một phút, cô mới nhấc chân lên, dùng gót giày cao gót mà dẫm vào chân anh ta. Đừng hỏi tại sao cô phải đợi tận một phút, do tức quá tức tận một phút, cô mới nghĩ ra dùng cách này. Được thôi, ở cùng với một con chó mà lờ quy cũng không đủ dùng. Trên đầu cô vang lên tiếng hít thở, cô cười lạnh lùng, nghiến răng nói, anh Lục cảm thấy thế nào? Chương 196, thuốc mê, quả nhiên là một cái bẫy. Lục tiên sinh liếm khóe môi, cười khẽ, chỗ ngón chân và các khớp xương bị cô dẫm tới nỗi khiến mặt anh ta đỏ hết lên, đè thấp giọng nói, tốt lắm, chắc là chỉ có cô cả Dương mới có thể cho tôi trải nghiệm cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn thế này thôi. Mắt Dương Tâm giật hai cái thật mạnh, thấy hết tức hẳn, không trả lời theo trọng tâm, cô làm gì được hắn, thế sao, vậy thì cứ hưởng thụ đi. Nói xong, cô lại giảm thật mạnh chân, mượn ánh sáng tối mờ, cô có thể nhìn thấy sự đau đớn hiện lên nhanh chóng trên mặt anh ta, ngũ quan cứng đờ dường như đang nhăn hết lại. Cô lại ấn thật mạnh thêm mấy cái, cười hỏi, thế này thì sao, có thấy sung sướng không? Một tay Lục Gia Bách nắm lấy eo cô, một tay sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, nghiền răng hỏi, thấy tốt đấy, nếu như có một phòng riêng mà giao lưu sâu thêm chút thì chắc là còn sướng hơn. Dương Tâm hết nói nổi, cô đã bị tên đàn ông này làm bực mình. Anh Lục này, trêu đủ chưa, em gái anh sắp lên bục rồi, chốc nữa yên tĩnh, đèn sáng lên thì tư thế của chúng ta chắc chắn sẽ thành trang đầu báo ngày mai, khiến mọi người phẫn nộ đó. Lục Gia Bách hơi áp người tới, đôi môi lạnh hôn nhẹ lên môi cô, không để sót bất cứ cơ hội trêu ghẹo. Nào, ban nãy em đã nghe thấy lời ông ngoại tôi rồi đó, ông chuẩn bị tuyên bố hôn sự của em và Trần Tuần, anh muốn biết em nghĩ thế nào. Dương Tâm cười, trêu chọc nói, nếu như em nói rằng em rất vui, mong đợi hôn sự này, sau đó rất tự nhiên mà đứng cạnh Trần Tuần, nhận lời chúc phúc của mọi người thì anh thấy thế nào? Lục Gia Bách đột ngột ôm eo cô chặt hơn, đôi con ngươi đen lấy như có tia lạnh bắn ra, em chạm tới giới hạn của anh rồi đó. Nói tới đây, anh lại áp gần hơn, nói tiếp bên tai cô, nếu em dám làm như thế, tối nay anh sẽ xử em, để Trần Tuấn thử cảm giác bị cắm sừng là như nào. Điên, đột nhiên có ánh sáng nhẹ vụt lên, trong chớp mắt, lưỡi dao sắc bén đã áp lên cổ Lục Gia Bách. Tôi chỉ cần rạch nhẹ một đường thôi là trên đời này sẽ mất đi một người tên là Lục Gia Bách. Chết rồi thì anh xử tôi kiểu gì, dùng linh hồn để xử tôi, sau đó cho Trần Tuấn bị cắm sừng. Lục Gia Bách không nói, chỉ cười nhìn cô. Dương Tâm nắm chặt con dao trong tay, nếu đấy lên phía trước 1 cm thì máu sẽ chảy. Cô có thể hoàn toàn giải quyết được tên chó má này, nhưng cô giơ tay đẩy anh ta thật mạnh, lạnh lùng nói, em định rời khỏi đây trước, nếu không bị anh làm mắc kẹt ở đây thì chắc là bây giờ em đã rời khỏi khách sạn này rồi. Ngoan, Lục Gia Bách giơ tay vỗ nhẹ mặt cô, động tác như nuông chiều, anh thích phụ nữ nghe lời nhất, hư quá thì mắc công dạy. Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, em đi được chưa, đi đi, đừng để ai phát hiện. Dương Tâm nhấc chân, lại giẫm một cái thật mạnh vào chân anh ta, nhưng lúc anh ta đang cúi người thì bước nhanh qua, đồ đàn bà đáng chết, có ngày em chết với tôi đấy. Đằng sau là tiếng mắng chửi của Lục Cầu. Dương Tâm bất giác cong môi, cô dễ bị sàm sỡ thế chắc, anh ta nên mừng vì cô nhảy chân, nếu không chắc cô sẽ giẫm nát cả cái chân thứ ba của anh ta mất. Lúc rời khỏi hội trường, Dương Tâm nhìn lên lễ đài qua dòng người, Lục Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh đàn cổ, 10 ngón tay động đậy, âm thanh uyên truyền vang lên tới từng góc nhỏ của hội trường, khiến tim mọi người rung động. Dương Tùy Tâm đang nhảy múa ở trung tâm khán đài, điệu múa uyển chuyển mà sinh động, thuần khiết mà đẹp đẽ. Hai cô cháu này đúng là phối hợp hoàn hảo, không hổ là nhà họ Lục, rất cao quý, tao nhã. Dương Tâm không nhìn nữa, khóe môi là nụ cười nhạt, có nhà họ Lục làm chỗ dựa, sau này chắc con gái cô sẽ thuận lợi thôi, không giống như cô, khó khăn chập trùng. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Dương Tâm đi thẳng về hướng thang máy, lúc tới chỗ rẽ, cô ngửi thấy mùi thơm rất độc đáo, trong lòng cô run lên, tất cả khách khứa đều đã đi tới buổi tiệc, hành lang trở nên vắng vẻ và kỳ dị, nhưng bước chân của cô lại không hề dừng, chỉ là vẫn đang cảnh giác.
Cô giơ tay lên bịt miệng, nhét một viên thuốc vào trong miệng mà không để lại dấu vết nào. Lần trước bị Tôn Bích Như chơi một vố, bây giờ cô rất nhạy cảm với mùi thơm, dù là có phải mình nghĩ nhiều hay không, phòng trừ vẫn tốt hơn. Tinh, cửa thang máy mở ra, Dương Tâm nhìn hai người nhân viên phục vụ bên trong một cái rồi cũng đi vào, cửa đóng lại, người cô hơi nghiêng đi, sau đó người đổ ra sau. Giây tiếp theo, lưng của cô bị một người đỡ lấy, nắm chặt lấy vai cô, quả nhiên là bẫy, ha, thú vị đó, sao cô Dương, đi với chúng tôi một chuyến đi, người phụ nữ đằng sau nói. Tiếp theo đó đối phương dùng khăn để che miệng mũi cô lại, thuốc mê nặng quá, nếu như trước đó cô không uống loại thuốc chống thuốc mê này, chắc là bây giờ đã ngắt rồi. 3 giây, 5 giây, 10 giây, chân Dương Tâm nhũn ra, ngất ra đất, mau lấy điện thoại từ túi cô ra, nhắn tin cho Lục Gia Bách, hẹn Lục Gia Bách gặp mặt ở phòng 501 tầng 16, được, mau đưa người tới chỗ vị tiên sinh đó, đúng rồi, nhớ phải đòi nốt tiền đấy, được. Trong phòng tiệc, Lục Thanh Thanh và Dương Tùy Tâm múa xong một khúc, không khí trong buổi tiệc rất tốt, ngay lập tức, lại là tiếng khen ngợi không ngót, Lục Gia Bách bị mấy người bạn làm ăn vây quanh, mới nói chuyện được hai câu thì túi quần đã rung lên, anh móc ra xem, là một dòng tin nhắn, tầng 16, phòng 501, tới nhanh, có chuyện gấp cần bàn, người gửi tin nhắn là Dương Tâm. Lục Gia Bách không nghĩ ngợi gì mà chào mấy người bạn nọ, lặng lẽ rời khỏi hội trường, Dương Tâm hôn mê, bị đưa tới một căn phòng trên tầng 16, thưa anh, người anh cần đã được đưa tới, xin hỏi bao giờ kết toán nốt cho chúng tôi, không vội, trong phòng có giọng của một người đàn ông trung niên, cậu ở lại đây trông cô ta, tôi đi tới phòng 501, đợi mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ đưa nốt chỗ còn lại, được, vậy anh đi mau về mau. Người đàn ông trung niên nọ nhìn Dương Tâm một cái, bỗng chốc nhiệt độ không khí xung quanh ông ta hạ xuống, trong ánh mắt là sát ý không thèm che giấu, nhưng giây tiếp theo, ông ta đè nén sự tức giận trong lòng, đậy lại chiếc mũ trên đầu, đi nhanh ra khỏi phòng. Chương 197, cô đâm tôi một nhát, nhân viên phục vụ vứt Dương Tâm lên sofa, quay người đi vào phòng vệ sinh, vừa đi được hai bước, một lưỡi dao đã thò ra từ sau lưng, áp lên cổ anh ta, đừng động đậy. Nếu không anh sẽ mất mạng đó, nhân viên nọ run rẩy, run giọng nói, tôi cũng chỉ là làm theo lời người ta thôi, tục ngữ đã nói, oan có đầu nợ có chủ, nếu cô muốn tính sổ thì phải tìm người thuê chúng tôi mà tính ấy, Dương Tâm nhướng mày mà cười, lưỡi dao lại hướng lên một chút, bỗng chốc máu tươi chảy dọc cán dao, vì đau nên nhân viên nọ bất giác kêu lên, bị Dương Tâm dừng một đống giấy vệ sinh nhét cho im, nói đi, người ban nấy dặn cậu làm gì cơ. Chuyện này, không nói hả, Dương Tâm cười khẽ, vậy là chọn cái chết rồi, được, tôi tắt thành cho cậu, nói xong, lưỡi dao lại đâm vào, máu chảy ra càng nhanh hơn, nhân viên nọ mở to mắt, miệng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ư, Dương Tâm cố ý phớt lờ sự sợ hãi của cậu ta, như cười như không, vẫn không chịu nói hả, được, vậy tôi đâm vào sâu thêm chút nữa nhỡ có đứt mắt cổ thì thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu nhé. Vừa nói, lưỡi dao lại cắm sâu thêm một chút, sao ư ư ư, nhân viên nọ sợ tới nỗi chảy cả nước mắt, giơ tay rút chỗ giấy trong miệng ra, sao tôi nói là được, đừng làm thế nữa, Dương Tâm cười, nô cũng đúng, miệng bị bịt lại, không nói chuyện được, xin lỗi nhé, nhân viên nọ quỳ thẳng xuống, khóc lóc, cô tổ ơi, đừng trêu tôi thế, tôi nói thẳng được chưa, người đó muốn chúng tôi bắt cóc cô, còn về việc muốn làm gì thì tôi không biết thật. Cậu ta còn chưa nói hết, Dương Tâm đã dùng cán dao đập cho cậu ta ngắt đi, cô rút điện thoại ra khỏi túi, bấm số gọi cho Lục Gia Bách, vẫn chưa gọi được, trong đó vang lên tiếng số máy bạn gọi không tồn tại, rất rõ ràng, tên đó đã tiến hành cài bảo mật cho số điện thoại, để cho các số lạ không gọi được cho mình, được thôi, không gọi được cho anh, chốc nữa bị người ta tính kế thì đừng có trách tôi không báo tin cho anh, tuy nói thế nhưng cô vẫn gọi điện thoại cho Dương tùy ý. Bạch Trác đi tới phòng 501 tầng 16, chắc là đi tính số với Lục Gia Bách, khoan hãy ra tay, đợi sau khi ông ta ra khỏi phòng 501 thì hẳn dẫn ông ta ra khỏi khách sạn, hiểu chưa, chỉ cần dẫn ra khỏi khách sạn thôi, cần ông đây xử lý ông ta, sau đó xử ông ta mà thần không biết quỷ không hay không, Dương, tùy, ý, được được, nghe mẹ hết, nghe là được chứ gì, cúp điện thoại xong. Dương Tâm cũng không vội rời đi mà ở trong phòng đợi thêm 10 phút, nhận được tin nhắn của Dương Tùy Ý,
Bạch Trác đã hạ gục Lục Gia Bách rồi, sau đó cho anh ta uống xuân dược, tiếp theo đó nhắn tin cho Dương Nhã, bảo cô ta mau chóng qua đó hưởng dụng lục cấu, con có thể tra được từng đó thôi, bây giờ con ra tay dẫn Bạch Trác ra khỏi khách sạn, mẹ đi phòng 501 để xem cảnh giường chiếu đi, nhớ phải chụp cảnh giường chiếu, để sau đó còn uy hiếp Lục Diêm Vương, xử lão ta một trận. Dù, Dương Tâm vứt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng, bây giờ cô đang ở tầng 16, từ phòng 511 tới 301 cũng chỉ cách một đoạn hành lang nhỏ, đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mùi hương kỳ quặc ập vào mặt, toàn là mùi thuốc kích dục. Mẹ kiếp, Lục Gia Bách đắc tội Bạch Trác ở đâu thế, tên già đó dùng thuốc xuân mạnh tới nỗi này để chào đón anh ta, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, cô bất lực đỡ trán, mẹ nói chứ, sao cô lại có ảo giác như kiểu thỏ trắng chủ động tới tìm chó điên thế nhỉ, nhưng chỉ cần lý trí chút thôi, cô biết rằng mình không nên tới gần, đàn ông đang lên cơn nguy hiểm lắm, mất kiểm soát thì không chỉ gói gọn trong chữ nguy hiểm thôi đâu, thuốc mạnh thế này, chắc là bây giờ anh ta đã mất hết lý trí, biến thành một con dã thú, chỉ biết tới bản năng nguyên thủy, chốc nữa Dương Nhã qua đây, có thể trở thành thuốc giải mạnh nhất của anh ta, hay là... Trong đầu vừa mới xuất hiện một ý nghĩ đã bị cô đánh tan, người đàn ông này bị thế này nói cho cùng cũng là do cô, anh ta tin tưởng cô, cho nên mới không chút phòng bị nào để tới đây, cuối cùng lại xảy ra chuyện, cô sao có thể đứng im mặc kệ, vả lại, chỉ cần nghĩ tới tên này bị Dương Nhã làm nhục, cô lại thấy rất khó chịu. BG, ốc gọc sổ tiếng giày cao gót bên ngoài vang lên, Dương Tâm khẽ kêu không ổn rồi, cô không ngờ cô ta lại tới nhanh thế. Xem ra cô ta đang rất sốt ruột muốn trèo lên giường của Lục Gia Bách rồi, cô nhanh chóng trốn đằng sau tủ đựng đồ đằng cạnh, cạch, cửa bị mở ra, người đi vào quả thực là Dương Nhã, qua ánh sáng mờ trong phòng, cô có thể nhìn thấy niềm vui trên mặt Dương Nhã, ngay sau đó, thế mà cô ta không nói gì nhiều, cởi thắt lưng ra luôn, cô ta vừa cởi lễ phục trên người ra, vừa nhìn Lục Gia Bách từ bên trên, cười dữ tợn, 7 năm trước đã bỏ lỡ, đêm nay chắc chắn sẽ không thế nữa, tôi chắc chắn sẽ khiến anh trở thành người đàn ông của tôi, chắc chắn, Dương Tâm ngắn ra, thế nào là 7 năm trước đã bỏ lỡ, dường như trong lời của người phụ nữ này có tin tức nào đó, nhưng cô không kịp nghĩ nhiều, vì Dương Tâm đã bò lên giường, bắt đầu cởi nút áo của Lục Gia Bách, má, định chơi luôn hả, nếu cô còn không ra tay nữa, chắc chắn đêm nay Lục Gia Bách sẽ bị ăn sạch cho xem, quả nhiên, phụ nữ nhịn lâu giờ như hổ dữ. Ai đó, Dương Nhã quay người, nhìn thầy Dương Tâm, cô ta ngơ ngắn, Dương, còn chưa kịp mở lời, Dương Tâm đã giơ ngón tay lên với cô ta, môi đỏ nhếch lên, dường như cười như không, nhìn vào mắt tôi đi, nhìn thật kỹ vào, sau đó quên hết mọi thứ ban nãy đi, đồng tử của Dương Nhã dần dần giãn ra, dần dần mất đi tiêu cự, cô ta ngơ ngắn nhìn cô, dường như một con rối, hai mắt như cái động, biểu cảm đơ cứng. Cả người rơi vào một trạng thái kỳ lạ, nhưng lúc này, Dương Tâm móc dao ra, không nói nhiều mà đâm vào đùi Lục Gia Bách một cái, âm tiếng kêu vang lên, ngay sau đó, Lục Gia Bách tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sau chốc lát mơ màng, anh ta cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, nhìn xung quanh, nhìn thấy Dương Tâm, anh ta thở phào một hơi, ánh mắt dời sang người Dương Nhã đang đứng bần thần, đồng tử mắt anh ta hơi co lại, anh, đã chạm vào cô ta sao, Dương Tâm trợn mắt, rút dao ra, chiêu này có tác dụng thật, không tốn sức chút nào, đâm một cái tỉnh cả người, suýt, tiếng hít lạnh vang lên, anh Lục nhìn cái đùi chảy máu ròng ròng của mình, khóe miệng co rút dữ tợn, em đâm tôi một nhát hả, chương 198, cách này của em thật đúng là hoang đường, Dương Tâm cười lạnh một tiếng rồi xoay người xuống đất, Lục Gia Bách vội vàng vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của cô và hỏi lại lần nữa, em đâm anh sao? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh một cái và cắn răng nói, nếu không đâm anh thì lẽ nào cứ mở to mắt mà nhìn anh leo lên người phụ nữ này à, chắc là ngài Lục không thấy được dáng vẻ dã man của mình vừa nãy đâu nhỉ, trông anh giống như một con thú vậy, ngài Lục cúi đầu cười và nhìn anh có vẻ vô cùng vui vẻ, em đâm rất tốt đấy, sau này nếu anh dám đi chạm vào những người phụ nữ khác thì em có thể đâm anh theo kiểu này, sau đó Lục Gia Bách xoay người và đứng lên. Nhưng động tác như vậy đã ảnh hưởng đến vết thương trên đùi của anh và khiến cho anh đau đến mức nhe răng trợn mắt, chết tiệt, về sau em có thể đổi sang đâm chỗ khác được không, chỗ này quá nguy hiểm, nếu như không cẩn thận mà bị tàn tật thì làm sao anh còn có thể ngủ với em được nữa chứ, Dương Tâm hít sâu một hơi,
nhịn xuống suy nghĩ muốn đâm anh một nhát nữa rồi nói với vẻ hung dữ, anh đừng nói những điều vô nghĩa nữa, nếu không em sẽ giết anh ngay lập tức. Lục Gia Bách sờ mũi và cười ngượng ngùng, một chị Tâm giống như côn đồ, hung dữ và không nói nhiều, anh thích. Dương Tâm cũng không thèm quan tâm đến cái người đáng ghét này, cô lấy một viên thuốc từ bên thắt lưng và nhét vào trong miệng của anh, đây là thuốc chữa trị tình trạng bị kích dục, anh nuốt vào đi. Lục Gia Bách mở to mắt và cười nói, so với thuốc này, anh càng hy vọng em có thể dùng cơ thể của mình để giúp anh. Sau khi Dương Tâm nghe thấy vậy, cô lập tức đá một cái, Lục Gia Bách xoay người né tránh, được rồi, anh không trêu đùa em nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt lộ ra vẻ cảnh cáo, sau đó cô duỗi một tay ngón tay chỉ vào Dương Nhã và nhíu mày nói, người phụ nữ này hợp tác với Bạch Trác để đưa anh vào bẫy và chắc không cần em nói thì anh cũng biết mục đích của họ là gì, anh định xử lý cô ta như thế nào. Trong mắt Lục Gia Bách lộ ra vẻ chán ghét, anh mím chặt đôi môi mỏng của mình và gằn từng chữ một, nếu cô ta đã thiếu đàn ông như vậy thì anh sẽ lập tức tìm mấy người cho cô ta và họ sẽ khiến cô ta cảm thấy rất thỏa mãn. Nói xong, anh cầm lấy chiếc điện thoại đang bị vứt lung tung ở bên cạnh và đi sang chỗ khác gọi điện thoại. Một lúc sau, anh quay trở lại, nhìn chằm chằm Dương Nhã vài giây rồi nhíu mày hỏi, nhìn cô ta không giống như đang hôn mê, em đã làm gì cô ta vậy? Dương Tâm nhún vai, khẽ mở đôi môi đỏ mọng của mình và nói ra hai chữ, thôi miên. Lục Gia Bách sửng sốt, người phụ nữ này còn biết cả thôi miên, cách này của em thật đúng là hoang đường. Dương Tâm không nói gì mà nhìn trời. Hai người đợi ở trong phòng 3-4 phút thì có hai vệ sĩ mặc đồ đen từ bên ngoài xông vào. Tổng giám đốc Lục, ngài muốn ra lệnh cho chúng tôi làm gì vậy? Lục Gia Bách duỗi ngón tay chỉ vào Dương Nhã ở trên giường, không nhiều lời mà chỉ nói ra bốn chữ, ngủ với cô ta. Cái gì cơ? Hai vệ sĩ rõ ràng là sửng sốt, có phải là tổng giám đốc Lục đã chơi phụ nữ đến mức mất trí rồi không? Đây không phải là cô Dương sao? Đây không phải là mẹ ruột của hoàng tử nhỏ nhà họ Lục sao? Không phải là quá không hợp lý khi để bọn họ ngủ ư, tổng giám đốc Lục, nhưng cô ta là, Lục Gia Bách nhìn thẳng vào anh ta với ánh mắt sắc bén, nhưng cái gì, bảo các người ngủ thì lập tức lên ngủ đi, tại sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, Dương Tâm nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói với Lục Gia Bách, nếu em đoán đúng thì một lúc nữa, Tôn Bích Như chắc chắn sẽ dẫn theo một số khách mời đến phòng 501 để bắt gặp anh và Dương Nhã đang quan hệ với nhau. Sau đó sẽ dùng chuyện này để tạo áp lực và khiến cho anh kết hôn với Dương Nhã. Khi Lục Gia Bách nghe thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên trở nên âm u đáng sợ và mơ hồ lộ ra sát khí. Anh nhìn về phía hai tên vệ sĩ và nói ra bốn chữ, đánh nhanh thắng nhanh. Dương Tâm liếc nhìn Dương Nhã ở trên giường, khóe miệng cong lên nhìn có vẻ như đang chế nhạo. Tự mình tạo nghiệp thì không thể sống được. Dương Nhã à, đây là cái giá mà cô phải trả sau khi phạm tội. Tôi không phải là thánh mẫu vớ vẩn gì đó, cho nên tôi sẽ không thương hại cô đâu. Khoan đã, giọng nói của Lục Gia Bách vang lên từ phía sau. Cô theo bản năng mà quay đầu nhìn anh rồi nhíu mày hỏi, anh không đi ư, lẽ nào anh định ở đây xem phim người lớn phiên bản đời thật sao? Lục Gia Bách trừng mắt nhìn cô và cắn răng nói, chân bên phải của anh bị mất quá nhiều máu nên bây giờ không còn cảm giác gì nữa rồi. Em mau đến giúp anh đi. Dương Tâm trợn tròn mắt, quay người lại một lần nữa và đỡ anh đi ra ngoài, anh nghĩ cách ngăn cản Tôn Bích Như đi, đừng để cho bà ta dẫn theo người đến và nhìn thấy cái màn biểu diễn kia, tuy rằng em cực kỳ hận mẹ con nhà họ, nhưng em không muốn đùa giỡn với danh tiếng của Lục Minh, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì Lục Minh sẽ bị người khác chửi rủa và mắng mỏ, thằng bé còn nhỏ nên đừng để cho nó tiếp xúc với những thứ đen tối này sớm như vậy. Lục Gia Bách gật đầu, em yên tâm đi, anh sẽ xử lý thật tốt. Hiện tại em đưa anh trở về biệt thự và giúp anh xử lý vết thương trên đùi đi. Dương Tâm sững sờ, vết thương ở đùi, tại sao điều này lại nghe có vẻ mập mờ như vậy chứ? Có phải là cô đã đào một cái hố và chôn chính bản thân mình rồi không? Trời ơi, tại sao cô lại đâm vào đùi của anh ấy chứ? Đây chính là bắp đùi đó, làm sao cô có thể băng bó cho anh ấy được chứ? Lục Gia Bách dường như đã nhìn thấy rõ sự bối rối của cô nên anh càng cảm thấy vui vẻ hơn. Anh rất hài lòng với cái nhát dao này, bữa tiệc ở tầng 18 vẫn đang diễn ra, đến giữa bữa tiệc, ông cụ Trần cảm thấy không khỏe nên vợ chồng Trần thì đưa ông vào một căn phòng lịch sự để nghỉ ngơi, sau khi bố Lục đuổi đi được một vài đối tác làm ăn thì ông ta cũng vào căn phòng đó, khi đi vào và nhìn thấy người nhà họ Trần đều có mặt ở đây thì ông ta nói thẳng vào vấn đề chính, bồ vợ à,
con không đồng ý việc kết hôn giữa Trần Tuần và con gái lớn của nhà họ Dương đâu. Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía ông ta, bà Trần cười nói, anh rể à, anh nói thế là có ý gì vậy? Anh không thể đối xử với cháu trai của mình như thế được. Trần Tuấn cũng trưởng thành và đã đến lúc lấy vợ sinh con rồi. Nhưng người mà cậu ta muốn kết hôn là người phụ nữ của em họ cậu ta. Và người phụ nữ này cũng đã sinh ra hai đứa con cho em họ cậu ta. Bồ Lục nói thẳng, ông cụ Trần hừ lạnh một tiếng, chống gậy và dùng sức đập xuống đất mấy cái. Sau đó lạnh lùng nói, đứa con trai vô liêm sỉ của cậu không chịu cưới con bé Dương Tâm. Vì là cô gái mà thằng nhóc đó không muốn kết hôn cho nên thằng nhóc Trần Tuần cũng không thể cưới sao. Bố Lục khẽ vuốt cằm, thái độ khiêm tốn và không nhanh không chậm mà nói, Dương Tâm kết hôn với ai cũng được nhưng không thể kết hôn với Trần Tuần, ít nhất thì không phải là bây giờ. Thế giới bên ngoài vừa mới biết được hai đứa con của cô ta có huyết thống của nhà họ Lục, vậy mà bây giờ cô ta đã không thể chờ đợi nữa mà muốn kết hôn với anh họ của Gia Tân. Mọi người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào đây? Đây là ngài đang khiến cô ta bị mang tiếng xấu và sẽ làm hại cô ta. Nói xong, ánh mắt của ông ta nhìn lướt qua Trần Tuần, sau đó nói tiếp, tôi biết cậu định dùng bữa tiệc tối nay để thông báo chuyện kết hôn của mình, nhưng hành động này thật sự có nhiều sai sót. Vừa rồi có người đến báo với tôi rằng Dương Tâm đã rời khỏi khách sạn rồi, chắc là cô ta không muốn cậu vội vàng như vậy nên mới chủ động né tránh. Vẻ mặt của ông cụ Trần tối sầm lại, vừa định nổi giận thì Trần Tuần đột nhiên xen vào nói, chú nói đúng, trước mặt nhiều người như vậy mà tôi lại đi tuyên bố chuyện kết hôn của tôi với Dương Tâm thì đúng là giọng khách ác giọng chủ rồi. Bữa tiệc tối nay lại chuẩn bị cho Thanh Thanh, cô ta mới là nhân vật chính cho nên đừng vì tôi và Dương Tâm mà phá hủy bữa tiệc này. Ông cụ Trần trừng mắt nhìn anh ta, đang định lên tiếng dạy bảo vài câu nhưng không biết nghĩ tới cái gì, ông ấy lại không nói chuyện nữa. Được rồi, ông cụ này không quan tâm nữa, các người muốn làm gì thì làm. Trần Dự, con đưa bố về nhà đi. Dương Nhã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, trong phòng yên tĩnh và chỉ có một mình cô ta đang nằm trên giường. Thất bại rồi ư, cô ta theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng có một cơn đau đớn truyền đến từ phần bên dưới của cô ta. Không đúng, cô ta đã bị người khác xâm phạm, lẽ nào là Lục Gia Bách đã chạm vào cô ta sao? Chương 199, chắc chắn là Lục Gia Bách đã chạm vào tôi. Cô ta nhớ rằng lúc bị hôn mê thì Lục Gia Bách đang nằm ở bên cạnh cô ta. Bạch Trác sẽ không làm hại cô ta và cũng không thể hại cô ta được cho nên chắc chắn là Lục Gia Bách đã chạm vào cô ta. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà anh ấy đang ở đâu vậy? Tại sao cô ta tỉnh lại thì không nhìn thấy anh ấy chứ? Lẽ nào anh ấy đã tỉnh dậy trước, sau đó lặng lẽ rời đi rồi ư? Hơn nữa, không phải là mẹ đã nói sẽ dẫn người đến bắt tại trận và để cho mấy quý bà khác nhìn thấy cô ta và Lục Gia Bách đang quan hệ ở trên giường sao? Mọi người đâu rồi? Trong đầu cô ta tràn đầy sự khó hiểu và cố gắng chống tay ngồi dậy trên giường. Khi nhìn xuống, cô ta thấy trên người mình đầy vết bầm tím nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như được đổ mật. Cô ta biết Lục Gia Bách là một người đàn ông mạnh mẽ, nhất là trên giường và có thể khiến phụ nữ sống không bằng chết. Nhìn những dấu vết trên cơ thể của cô ta là biết người đàn ông kia đã dùng sức mạnh như thế nào. Thuốc kích dục của Bạch Trác đúng là rất hiệu quả. Cho dù Lục Gia Bách có lý trí và kiên định đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ với cô ta mà thôi. Cuối cùng thì cô ta đã trở thành người phụ nữ của Lục Gia Bách rồi. Không lâu nữa, cô ta sẽ sinh ra một người thừa kế khỏe mạnh cho nhà họ Lục. Một người thừa kế mang trong mình giọt máu của cô ta. Cạch, cánh cửa bị mở ra và Tôn Bích Như từ bên ngoài lao vào. Dương Nhã sửng sốt, sau đó nhanh chóng vươn tay nắm lấy cái chăn bên cạnh và quần lầy cơ thể đang trần trụi của mình. Sau khi nhìn thấy rõ là ai đến thì cô ta nhíu mày hỏi, mẹ à, sao bây giờ mẹ mới đến đây vậy? Tôn Bích Như vừa thở hổn hển vừa nói một cách ngắt quãng, có chuyện hơi bất ngờ đã xảy ra cho nên bị chậm trễ nửa tiếng, ở đây con thế nào rồi? Lục Gia Bách đâu? Tại sao cậu ta lại không ở trong phòng vậy? Dương Nhã trừng mắt nhìn bà ta, gắt gỏng nói, mẹ còn nói nữa sao? Con đã đẩy Gia Bách xuống và anh ấy cũng muốn ngủ với con nhưng con đợi mãi mà vẫn không thấy mẹ đưa những quý bà khác đến đây. Cậu ta đã ngủ với con sao? Khuôn mặt của Tôn Bích Như lộ ra vẻ vui mừng. Các con thật sự đã xảy ra quan hệ rồi sao? Thấy bà ta không tin, Dương Nhã đột nhiên kéo cái chăn khăn ở trên người cô ta và để lộ ra những vết bầm tím trên cơ thể ở trước mặt bà ta. Sau đó, cô ta có chút đắc chí nói, những thứ này đều là do anh ấy làm ra. Hiện tại cơ thể của con còn rất đau và rất khó chịu,
nhắc lại chỗ đó vẫn còn đang nóng rực lên, lẽ nào chuyện này còn có thể là giả nữa sao? Tôn Bích Như thở phào nhẹ nhõm, cậu ta chạm vào con là được, chạm vào con là được rồi, nhưng cậu ta đang ở đâu vậy? Tại sao lại không có ở trong phòng chứ? Dương Nhã lắc đầu và cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê, nhưng trong đầu cô ta trống rỗng và không có bất cứ ấn tượng gì. Cô ta chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nói liên tục vang lên, Lục Gia Bách đã chạm vào cô rồi, vì vậy, Lục Gia Bách nhất định đã chạm vào cô ta cực kỳ chắc chắn về điều này. Truyện tổng tài, có lẽ con không thể chịu được sự tấn công của anh ấy nên đã ngắt đi và đến khi con tỉnh lại thì anh ấy đã rời đi rồi. Tôn Bích Như nghe xong thì hơi híp mắt lại, con có chắc đó là Lục Gia Bách không? Con chắc chắn, vậy thì tốt rồi, chỉ cần Lục Gia Bách biết bản thân đã làm gì là được, đến khi con có thai thì cậu ta sẽ không nghi ngờ gì cả. Nói xong, bà ta suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai con cần phải tìm một cơ hội có tình nuốt thuốc tránh thai ở trước mặt bà cụ nhà họ Lục. Nếu như bà ta hỏi thì con sẽ nói là Lục Gia Bách đã chạm vào con và vì con lo lắng mình sẽ có thai cho nên mới uống thuốc. Dương Nhã sửng sốt và kinh ngạc nhìn bà ta, sau đó khó hiểu hỏi, mẹ ơi, nếu con nuốt phải thuốc tránh thai thì làm sao con có thể nói với họ rằng một tháng sau con đã có thai chứ? Tôn Bích Như trừng mắt nhìn cô ta rồi quát lên, mẹ chỉ là muốn đề cho con giả vờ mà thôi, con thật sự sẽ nuốt sao? Hơn nữa, sau khi bà cụ nhà họ Lục biết chuyện thì cũng sẽ không cho con uống, con còn sợ cái gì chứ? À, ngay khi giọng nói của cô ta vừa dứt thì cánh cửa đang khép hờ lại bị đẩy ra lần nữa, và một bóng người nhanh chóng từ bên ngoài lao vào. Tôn Bích Như chưa từng nhìn thấy Bạch Trác cho nên bà ta kinh ngạc thốt lên, anh là ai? Tại sao lại có thể đi lung tung vào phòng của người khác như vậy chứ? Khuôn mặt của Bạch Trác lộ ra một nụ cười xấu xa, anh ta vươn ngón tay chỉ vào Dương Nhã ở trên giường và nhướng mày nói, đi lung tung ư, không, không, tôi không được tính là đi lung tung đâu, tôi đã từng nằm ở trên giường con gái của bà và cô ta đã là người của tôi từ lâu rồi và cô ta còn đang mang thai con của tôi nữa đấy. Tôn Bích Như đột nhiên xoay người và nhìn chằm chằm vào Dương Nhã, cậu ta là ai vậy, anh ta là Bạch Trác, Dương Nhã nói nhỏ. Sâu trong đôi mắt của Tôn Bích Như lộ ra sát khí lạnh lẽo, chính người đàn ông khốn nạn này đã làm hại đứa con gái duy nhất của bà ta, sau này nếu có cơ hội thì bà ta nhất định sẽ chém cái người này ra thành trăm mảnh. Hóa ra là anh Bạch ư, nghe danh đã lâu, nhưng không phải là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi sao, tại sao anh lại quay trở lại đây vậy? Bạch Trác phớt lờ bà ta, đi thẳng đến hướng tây nam trong phòng, sau khi lục lọi một lúc lâu ở đó thì anh ta nhíu mày nói, camera mà tôi lắp ở bên trong đã mắc rồi, thế nào rồi, Lục Gia Bách có chạm vào em không? Khuôn mặt của Dương Nhã lập tức đen lại, cô ta cắn răng hỏi, anh lắp camera ở trong phòng ư, tại sao anh dám lắp cái thứ đó ở trong phòng chứ? Bạch Trác, anh đừng có quá đáng như vậy. Bạch Trác không trả lời, đưa mắt nhìn về phía Tôn Bích Như đang đứng ở bên cạnh giường, sau đó nở nụ cười thản nhiên và nói, bà Dương cũng cho rằng tôi không nên lắp camera ở trong phòng sao? Tôn Bích Như hơi híp mắt lại, sau một lúc im lặng thì cười nhạt, con gái của tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng ít kiến thức cho nên không thể tránh khỏi việc thiếu suy nghĩ trong nhiều chuyện, anh Bạch làm như vậy là đúng, chỉ có quay được quá trình Lục Gia Bách và Dương Nhã quan hệ ở trên giường thì sau này cậu ta mới không thừa nhận, nhưng bây giờ camera đã biến mất thì chắc là nó đã bị Lục Gia Bách phá hủy rồi. Nói xong, bà ta nhìn về phía Dương Nhã và nói, Dương Nhã, anh Bạch làm vậy là vì lợi ích của con và con nên biết ơn anh ta, bây giờ cái camera đã không còn nữa, do vậy con chỉ có thể làm theo những gì mẹ đã dạy cho con đừng có nóng nảy, cứ từ từ mà làm. Bạch Trác cũng quay đầu nhìn Dương Nhã ở trên giường, sau đó nhíu mày hỏi, em có chắc chắn là Lục Gia Bác đã chạm vào cô không, em đừng có nói dối anh, nếu chúng ta mà đi sai một bước thì chúng ta sẽ mất tất cả đấy, là anh ấy, Dương Nhã hét lớn một tiếng, là anh ấy. Là anh ấy, chính là anh ấy, trước khi tôi ngất đi thì anh ấy vẫn còn ở trên người của tôi cho nên làm sao có thể không phải là anh ấy được. Biệt thự bên bờ sông, ở trong phòng ngủ chính, Lục Gia Bách dựa người vào ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú của anh trắng bệch giống như một con mà, chỉ cần nhìn là biết do anh đã mất quá nhiều máu. Đứng ở một bên, Dương Tâm đang lấy tay đỡ trán và khuôn mặt của cô tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cô càng ngày càng chán ghét hai bàn tay của mình rồi. Chỗ nào không đâm mà lại đi đâm vào đùi của anh ấy, và nó còn chỉ cách cái bộ phận đó một chút nữa chứ, vừa nghĩ cô sẽ phải đối mặt với cái bộ phận đó, bộ não của cô lập tức cảm thấy choáng váng.
Khi xử lý vết thương, tay cô chắc chắn sẽ đụng phải những chỗ không nên chạm vào. Một khi khiến cho thú tính của người đàn ông này lên cao thì không phải là cô tự làm cho bản thân mình thấy khó chịu sao? Hay là em đưa anh đến bệnh viện nhé? Bác sĩ ở đó chuyên nghiệp hơn và anh sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn rất nhiều. Lục Gia Bách mở to mắt, liếc nhìn cô với vẻ không đứng đắn và chế nhạo nói, bác sĩ thiên tài nổi tiếng quốc tế vô danh vừa nói rằng các bác sĩ ở trong bệnh viện chuyên nghiệp hơn mình ư, em không cảm thấy lời nói đó rất giả dối sao? Cửa phòng ở phía sau lưng em, nếu em không muốn giúp tôi cầm máu thì đi ra ngoài đi, chứ đừng vòng vo ở đây nữa, coi như anh bị chó cắn một cái và cái chân này cứ để nó bị tàn tật đi. Người đàn ông chó má này, anh ấy đang chơi trò cáu kỉnh với cô sao? Cởi quần, chương 200, cô nảy sinh tình cảm với người đàn ông này sao? Lục Gia Bách đảo mắt, nhìn thẳng về phía cô, nhíu mày hỏi, em vừa nói gì? Dương Tâm liếc mắt, nặng ra mấy chữ, mau, cởi, quần, áo, ra. Lục Gia Bách ho nhẹ hai tiếng, người phụ nữ này đúng là lúc nào cũng đổi mới cái nhìn của anh, em chắc chắn rồi đúng chứ, còn cần em phải cởi giúp anh sao? Cần, em mau tới đi. Dương Tâm cầm lấy một chiếc gói ôm ném thẳng về phía anh, sau đó khi xoay người đi vào phòng đề đồ thì tiện tay lấy cho anh một bộ đồ ngủ mới, nghiến răng lên tiếng, mau mặc vào đi đừng để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài, nếu làm dơ bản mắt em thì em sẽ cắt bỏ đấy. Lục Gia Bách chật vật cởi quần tây của mình ra, sau đó cầm bộ đồ ngủ đắp hờ lên eo mình, trên đùi anh lúc này toàn là máu, tất cả đều bị nhuộm một màu đỏ tươi, cũng may là người phụ nữ này ra tay vẫn còn có chừng mực. Nếu không thì cái chân này của anh, không, đúng hơn là cái mạng này của anh cũng không thể giữ được. Trước mắt em sẽ cầm máu cho anh trước, sau đó sẽ tiến hành may vết thương lại rồi băng bó. Vừa nghe thấy băng bó vết thương, cơ thể của Ngài Lục không tự chủ được mà trở nên run rẩy. Không còn cách nào khác, trong lòng anh đã để lại một bóng ma tâm lý với việc may vết thương của người phụ nữ này. Chuyện đó, trong hòm thuốc có thuốc gây tê cục bộ đấy, lát nữa em nhớ tìm cho anh hai lọ nhé. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, đưa tay cầm lấy chai cồn sau đó tưới lên vết thương trên đùi của anh. Đây là cảm giác gì chứ? Muốn sát muối lên vết thương sao? Cảm giác này cũng không khác cảm giác đó là bao. Đau quá đi mất. Cảm giác này giống như có hàng vạn thanh kiếm đang cứa lên da thịt của anh vậy. Nếu không phải anh có ý chí mạnh mẽ thì e rằng lúc này đã ngắt tại chỗ mắt rồi. Đúng là người phụ nữ lòng dạ đen tối, từng giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống trán anh. Sau đó rơi xuống vòng ngực rắn chắc màu đồng, mơ hồ hiện lên một bức ảnh rung động lòng người, dưới ánh đèn người đàn ông này trông càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Dương Tâm mò dụng cụ cầm máu trong hòm y tế, sau đó đổ một ít thuốc khử trùng lên bắt đầu lau quanh vết thương, cô vừa mới xoay người thì trên tay đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh, ngay sau đó cả người cô bị người đàn ông kia kéo vào lòng, sau đó một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống môi cô, nhanh chóng nuốt trọn môi cô, răng môi ma sát với nhau. Cô thậm chí còn cảm nhận được đầu lưỡi anh đang run rẩy, xem ra lần này anh vô cùng đau. Sau một hồi do dự, cô muốn chậm rãi thả lỏng thần kinh, để mặc cho anh hung hăng giày vò đôi môi cô, trút bỏ sự đau đớn mà vết thương mang lại cho anh. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn kia dần biến mất, lúc này anh mới chậm rãi buông cô ra, dùng giọng nói khàn khàn lên tiếng, biện pháp này còn tốt hơn thuốc tê gấp mấy lần. Đợt lát nữa anh vẫn sẽ hôn em như thế là không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Khóe miệng Dương Tâm co lại, trợn mắt nói với anh, mặc dù y thuật của bà đây vô cùng lợi hại thế nhưng cũng không thể vượt qua việc hôn môi vá miệng chó này sao. Đúng là người phụ nữ độc miệng, đừng có lộn xộn nữa, vết thương đã được khử trùng. Bây giờ em sẽ tiến hành cầm máu cho anh, sau đó sẽ khâu lại. Lục Gia Bách buông cô ra, nửa người trên dựa vào chiếc ghế dựa, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dương Tâm liếc anh một cái, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, vừa rồi cô không hề phản kháng mà ngược lại còn chủ động phối hợp với động tác của anh, để mặc cho anh muốn làm gì làm, đóng những dấu hiệu chỉ thuộc về một mình anh lên môi cô. Cô thật sự đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông này rồi sao? Vị trí của vết thương quá đặc biệt, nếu muốn vá kín lại thì không thuận tay cho lắm, không còn cách nào khác cô chỉ có thể quỳ xuống đất, cúi người dán mặt vào chân anh. Tư thế này có thể khiến người ta xuất hiện nhiều suy nghĩ, cô cũng đang cố gắng gạt bỏ cảnh tượng đáng xấu hổ khiến thần kinh cảm thấy căng thẳng ra khỏi đầu cô. Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng, khi cây ngân châm chạm vào da thịt, Lục Gia Bách cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng số lần mà bàn tay của cô vô tình chạm vào da thịt anh khiến anh bắt đầu có phản ứng, nhịp tim của anh đập càng lúc càng nhanh,
hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Không cần ngẩng đầu lên, Dương Tâm cũng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm về phía đỉnh đầu cô, giống như một con mãnh thú đang để ý con mồi của mình, ý muốn chiếm đoạt vô cùng cao. Cô cố gắng chống đỡ khoảng 5 phút cuối cùng vết thương cũng được vá xong. Trong lúc cô chuẩn bị bôi thuốc lên vết thương anh thì cánh tay đột nhiên bị anh bấm một cái. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, cả người cô bắt đầu trở nên run rẩy. Người đàn ông này đã hoàn toàn mất khống chế, lúc nhìn cô trong mắt tràn đầy ý muốn chiếm hữu. Lục, Lục Gia Bách, anh bình tĩnh lại một chút đi, đừng có ép em phải ra tay với anh đấy. Lục Gia Bách giơ cánh tay còn lại chỉ về phía cửa phòng, khàn khàn lên tiếng, em mau đi chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn đi, mọi chuyện còn lại cứ để anh xử lý, nếu cứ để em tiếp tục khiêu khích như thế thì anh sẽ không chịu nổi mất. Dương Tâm theo bản năng rụt tay lại, sau đó đứng dậy lui về sau mấy bước, sau đó ném chai thuốc trong tay vào ngực anh, rồi xoay người rời khỏi phòng. Thuốc bôi, anh mau bôi đi rồi băng bó vết thương lại, vết thương không sâu nên anh nghỉ ngơi 2 ngày thì ổn rồi. Em còn có việc nên về trước đây, anh tự gọi đồ ăn đi. Nghe Lục hơi hé mắt, nhìn về phía bóng lưng của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Một cơ hội tốt như thế, tại sao anh còn phải giả vờ làm gì, trực tiếp bộc lộ bản tính sau đó nhào về phía cô luôn không được sao? Sau khi Dương Tâm về tới chung cư Thịnh Cảnh thì đụng phải Trần Tuấn ở dưới lầu. Anh ta đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn lờ mờ kéo dài bóng của anh ta, nhìn từ xa trông vô cùng cô đơn. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến lúc Lục Gia Bách hôn cô ban nãy, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước đây trong lòng cô không có cảm giác gì, thế nhưng không hề áp lực nhận lời cầu hôn của Trần Tuấn. Thế nhưng bây giờ Lục Gia Bách lại dùng một dáng vẻ bá đạo mà xông vào thế giới của cô, khuấy động cuộc sống của cô khiến mọi thứ trở nên rối tung lên. Cô không hiểu lòng mình, những suy nghĩ cứ thay phiên nhau kéo tới, dường như cảm giác muốn kết hôn với Trần Tuấn cũng không còn đậm đà như trước nữa. Thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy bài xích việc này. Trần Tuấn, sao anh lại đứng ở đây, tùy ý không có ở nhà sao? Trần Tuấn bước về phía cô, tư thế nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô rồi dừng lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô. Dương Tâm, em thật sự không muốn kết hôn với anh sao? Em, có phải em đã động lòng với anh họ của anh rồi không? Dương Tâm thoáng kinh ngạc, cô thay đổi suy nghĩ một chút, không nhịn được cười khổ. Trần Tuấn là ai chứ? Sao cô có thể giấu giếm anh ta điều gì được chứ? Trần Tuấn, em không muốn hai anh em anh xảy ra bất hòa, tình cảm mà Lục Gia Bách dành cho em cũng chỉ là nhất thời mà thôi, qua giai đoạn này thì anh ấy sẽ không còn cảm giác gì nữa, thật không? Vẻ mặt Trần Tuấn hiện lên một nụ cười gượng gạo, đây chỉ là nhất thời thôi sao? Chỉ là nhất thời mà dám lấy mạng của mình ra để đánh đổi sao? Anh ta không ngốc, anh ta có thể nhìn ra tình cảm mà Lục Gia Bách dành cho Dương Tâm, cũng nhận ra được sự thay đổi trong tình cảm của Dương Tâm. Một người phụ nữ ưu tú như em được những người khác xem trọng là chuyện vô cùng bình thường. Dương Tâm, anh có thể cho em một cuộc sống yên bình, còn anh họ anh thì chắc chắn sẽ không làm được.